Rồi ok anh em nhá, vẫn tiếp tục là vì cái một tháng ra clip thì mình sẽ tiếp tục trong suốt cái sướng có những cái ưu đãi gì cho tất cả các bạn khán giả nhá. Đầu tiên thì đơn giản thôi, các bạn sẽ lập một cái nick để các bạn đăng nhập vào. Thì khi đăng nhập vào thì các bạn sẽ như nào ạ? Sẽ có một cái nhận quà khai trương này các bạn nhá. Click để nhận quà và cái này ngay nào cũng nhận được. Và cái lần đầu tiên ấy thì nó sẽ dao động từ một quân huy đến 200 200 mấy chục quân huy ấy. Thì sẽ nó đây là hoàn toàn miễn phí nhá. Các bạn chỉ cần vào lập nick, các bạn vào nhấp vào phần quà này các bạn này, nhấp này, mình nhấp này. Đây. Chúc mừng bạn nhận được 236 quân huy của mơ sướng này. Ngày mai bạn quay lại shop để tiếp tục nhận quà nhá. Chúc bạn sẽ nhận được. Rồi ok. Rồi ok, khi tất cả các bạn đã có quân huy rồi, các bạn bấm rút thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần này. Đấy, nhấp vào phần này có ý đi này. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần rút vật phẩm các bạn nhá. Đấy, nhấp vào đây. Thì nó sẽ hiện ra cái giao diện là rút kim cương và quân huy. Thì mình sẽ nhấp vào rút quân huy. Đấy, có 236 quân huy mình vừa rút đấy. Thì có từng cái gói rút một các bạn nhá. Đó là một là 105 quân huy, hai là 210 quân huy, ba là 425 quân huy và bốn là 1070 quân huy. Và xin chúc các bạn may mắn để các bạn rút trúng quân huy và mình sẽ nạp vào tài khoản các bạn nhé, nhập tài khoản game và mật khẩu như này này. Cái này là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé, hoàn toàn miễn phí dành tặng cho tất cả các bạn. Cho nên các bạn khán giả nào có nick rồi thì có thể vào đấy nhập và hên xui các bạn được 236 quân huy thì nhập rút luôn đấy. Rồi chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nha. Hello, xin chào tất cả các bạn và chúng ta. Clip này sẽ tới với một vị tướng Vezret và một cái lối chơi rất là mới lạ tất cả các bạn nhé. Và trước tiên để với một clip thì các bạn đã vào shopbosser.vn để nhận quân huy miễn phí chưa? Và xin nhắc lại là mỗi địa chỉ IP chỉ lập được một ắc và để nhận thôi. Nếu các bạn lập nhiều nick thì nó sẽ không ra nhiều quân huy đâu. Cho nên các bạn hãy cân nhắc nha. Rồi. Thông thường thì khi mình cầm Vezret đi rừng thì các bạn biết rồi, tận dụng cái điểm mạnh của nó thì mình thường sẽ đi cấp rừng ở đâu tự game. Trận đấu này mình sẽ đối đầu với Butterfly và mình không chọn cái cách thông thường để nữa mà mình sẽ chọn cách chắc chắn hơn một chút. Đó chính là lên level 4 và chúng ta sẽ đi gánh và ăn các mục tiêu cho team. Vezret xuất hiện trong team, vai trò mục đích của nó như thế nào? Chắc chắn phải lấy được lợi thế ở đầu game thì chúng ta mới pick được Vezret. Vezret là một vị tướng đối đầu với các sát thủ gọi là hơi chậm chậm ở yếu ở đâu game thì nó đè rất là tốt các bạn nhé. Cho nên rằng khi pick Vezret thì chúng ta sẽ đối đầu với các vị tướng tốt nhất, đó chính là những cái vị tướng chậm chậm một chút đi rừng đấy các bạn. Nói chung đối đầu búp tôm lá như vẫn ok nhưng chưa gọi là counter chuẩn xác của nó các bạn nhé. Nhưng đánh nhau đâu game thì Vezret chả thua bố con thằng nào cả đấy. Và mình sẽ tập trung farm cho mình lên level 4 và sau đó mình sẽ đi gánh ở đường trên các bạn nhé. Quan trọng nhất là cái con bùa con rồng thôi. Con rồng ở dàn đấu game nó rất là mạnh cho nên là mình sẽ tập trung cố gắng nhất để khai thác ở cái đường game. Rồi team mình ăn chữ cũng đâu rất là ngon. Team địch đây level 4 Messi à, Messi quát à, vô địch quân cúp này, vô địch quân cúp này, một mạng ok ngon lành các bạn nhé. Mình sẽ lên đường trên luôn. Butterfly thì có thiên hướng đi ra mid rồi. 11 giây, 10 giây nữa thì con rồng sẽ ra. Và thằng Murat này các bạn này. Rồi ok Murat đâu. Rồi khả năng là không ăn thua. Thôi mình sẽ quay về ăn con rồng các bạn nhé. Mục tiêu đầu là con rồng. Và những cái giây phút này này, trừ đi này, bắt buộc các bạn sẽ phải giao tranh thật nhiều càng tốt. Vezret các bạn nhé, phải giao tranh giai đoạn này. Nếu các bạn đây Butterfly vào cướp rồng của chúng tôi à. Ôi trời ơi, nó sổ con Liliana gần chết. Rồi ngon, hay quá, con chưa bá nhá. Lại là Messi à, Messi Watt này, Messi Watt này. Rồi ok, 3 mạng ở giai đoạn đầu game khá xanh đấy các bạn nhá. Rồi mình sẽ đá qua con búa xanh của team địch một phát. Đấy, Vezret thì cách chơi nó đơn giản thôi. Thực sự các bạn chỉ cần nắm cơ bản cho mình là cứ 4 cái nội tài. Đấy, cứ mỗi 4 cái nội tài đi, mình sẽ nói sơ như vậy thì sẽ có một cái đo đánh nội tài quay vòng tròn đấy. Thì đấy là cái điểm mạnh của Vezret các bạn nhá. Cho nên rằng các bạn chỉ cần nắm như vậy thôi. Và các chiêu thức của Vezret thì nói chung là các bạn bắt buộc phải, nói chung là phải 98% là phải trúng chuẩn xác các bạn nhé. Nếu các bạn cầm Vezret, bởi vì các chiêu định hướng của Vezret rất là dễ các bạn nhé, nó rất là dễ. Nếu các bạn mà đánh xịt thì mình khuyến các bạn không nên chơi Vezret. Bắt buộc chơi Vezret ở cái phiên bản này thì combo các bạn bắt buộc phải chuẩn xác rồi. Thí thoảng đi xịt một vài chiêu thì cái đó thì không nói, nhưng hầu như các bạn phải trúng chiêu thức các bạn nhé. Đấy, cứ mỗi lần tung chiêu thức
khi các bạn sẽ kích hoạt đòn đánh thương thì chúng ta sẽ được hai nội tài ngay lập tức các bạn nhé. Đấy, cứ dùng một chiếu một chiếu hai đấy thì mình sẽ đánh thương các bạn thấy chưa, lấy nội tài rất nhanh nhá. Đấy, ôi thích là tao xích mi luôn. À, bốc thơ bà lai hai lần chưa ba, hai lần chưa ba này rồi, thôi về rồi các bạn nhé. Đấy rồi, mình sẽ xin sơ nói sơ quá một chút là gần Tết rồi thì nói chung là cái lượng nick, số nick của mình thì nói chung là mình bán lại ít và hầu như là có những nick không có lại để hỗ trợ anh em vào nick mục siêu rẻ các bạn nhé. Mục siêu rẻ thì là một cái mục mà hầu như mình để cho tất cả các bạn là giá, có như giá nhập sát luôn. Còn mình sẽ chỉ có lời ở những cái nick VIP các bạn nhé, bởi vì những cái nick VIP thì cái giá tiền của mình ốm nick, giá tiền của lao nhập nick sẽ bỏ ra một số tiền lớn, cho nên bắt buộc sẽ phải có lời các bạn. Chứ không nhiều người nói là ô anh cứ lao nói lại ít thôi, không có lại anh đừng có nói điếu bốc phét, đừng có mông điếu ở đấy nữa. Đấy, cho nên các bạn phải hiểu những cái nick mà tầm 65.000 hay là 450.000 ấy thì những cái nick đó mình hầu như là không có lại, các bạn nhé, sẽ hỗ trợ hoàn toàn cho anh em để mua nick giá rẻ. Còn những nick VIP chắc chắn thôi, kinh doanh nó phải có lời mà các bạn. Rồi, phải đánh nhau. Ngon. Ôi giời, thằng Zena nó làm hết anh em ạ. Đấy, chứ không các bạn là cái nó cần làm mông điếu vào mục siêu mục nick VIP tầm vài triệu trở lên thì nào còn lại các bạn nhé. Đấy, nói như thế để cho anh em hiểu. Còn những bạn nào mà kiểu gần Tết rồi, đấy, các bạn ưu tiên mà mua những cái nick giá rẻ ấy, thì đó là những cái nick mà Lao sẽ để cho cái giá nhập sát nhất. Lao khẳng định luôn. Đấy, không phải tự nhiên Lao nói là bán lại siêu ít đâu các bạn nhé. Không phải lại siêu ít đâu. Đấy, cho nên là tiền lại nó quá ít luôn. Đấy, 65.000 thì mình hỏi các bạn là lời bao nhiêu? Lời từng nghìn hoặc 10.000. Đấy, mà tiền này thì vừa để kiểu là đấy, hỗ trợ tiền kiểu đăng nick các thứ đính chính là cũng vừa hết. Đấy, cho nên là lại siêu ít. Cho nên các bạn nào có nhu cầu mua nick thì đừng quên vào shop Bursa Nhập VN các bạn nhé. Đặc biệt đăng cái nhận quân huy miễn phí nó rất là tốt. Khi các bạn nhận đủ từng mốc rút quân huy ấy, thì các bạn sẽ rút trực tiếp về nick của tất cả các bạn nhé. Rồi, ok. Đấy, thì vừa rồi thì các bạn có thể thấy được rằng là mình đã tận dụng tâm phút thứ 5 rồi, mà mình đã tận dụng rất nhiều về vị tướng Vedet này, đó là đánh nhau ở đâu game. Và các bạn biết rồi, nếu pick Vedet đánh late game thì hầu như là không mạnh và nó rất là yếu các bạn nhá. Late game hầu như con Vedet chả làm cái gì cả, không làm cái gì ở late game các bạn nhá. May mắn lắm thì team địch đi lội. À đây 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 búp. À đây 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 bú rát. Ôi trời, xịt rồi các bạn ơi, tôi xịt kiểu rồi. Đấy, đôi khá là ngon thôi các bạn nhá. Với lại dạo gần đây thì nói chung ngoài làm những cái clip ra thì không biết khả năng của vài bạn biết rồi, thì mình có kinh doanh thêm cái mảng kiểu thời trang kiểu hàng hiệu các bạn. Đấy, có kinh doanh thêm thời trang hàng hiệu ở trên cái fanpage Mưa Sương Ngắm Bính ấy. Thì chúng mình chỉ tận dụng cái fanpage ấy của Lao thì hiện tại không like được nữa, cho nên Lao sẽ tận dụng để bán kiểu gọi là một cái mảng phủ để mình làm thôi các bạn. Ôi cái phán từ các bạn xem mình cần bán cái phán này. Đấy, đồng đội hút thấy quá anh em. Đấy, đồng đội như vậy mới đẳng cấp chứ. Đấy, thì tận dụng vào cái màn thế trang thì nói chung là một màn thế trang là một cái mảng rất là khốc liệt. Hiện tại thì Lao có ra được gần 50 đơn rồi. 50 đơn của Lao thì nói chung là chạy hàng, bởi vì là cái hàng của Lao là hàng chính hàng, không phải là cái hàng Trung Quốc. Ví dụ bán cái đồ Trung Quốc thì nói chung là nhập bao nhiêu cũng có. Nhưng hàng chính hãng các bạn phải hiểu là ví dụ một cái ảo thì nó về tầm 10 cái, một màu nó về tầm 10 cái là nhiều đó các bạn ạ, tầm 7 cái, 8 cái. Ví dụ dây thì nó về tầm 10 đôi chẳng hạn. Đấy, thì là chúng chốt được Lao bán được 5 màu thì chốt được gần 50 đơn thôi, chỉ còn được vài cái ảo thôi. Nói chung nó cũng là một cái rất là thành công. Thì nói chung là ví dụ như là đơn giản thôi, cái ảo nó store MLB ấy có giá 4.1 thì là gì hỗ trợ anh em giá của 699.000 mà hàng chính hãng các bạn nhé. Thế là mới khốn nạn chứ. Đấy, nhiều khi đăng cái giá đấy người ta tưởng là bảo hàng fake, hàng Trung Quốc, hàng 1.1, nhưng mà các bạn Lao không bao giờ dám đánh đổi cái bộ mặt, cái thương hiệu của Lao, chỉ lời được một ít để mà đấy hàng chính hãng. Rồi cái phán từ từ anh em nhé. Ôi trời, mình sợ cái phán em sợ mình áo nhảy. Ôi xong rồi, cái phán bị áo nhảy thôi, bị áo, ôi giời, bị áo nhảy cái phán này luôn. Đấy các bạn, đấy vừa nói quá một chút về cái mảng thế trang này là bị áo nháy nhục như con trục trục anh em ạ. Đấy, thực sự thì clip này thì nói chung cái mục đích chính của Lao thì chỉ muốn nói đến vị tướng Vedet, đó chính là khi các bạn cầm vị tướng Vedet thì bắt buộc nó sẽ phải tập trung combat ở giai đoạn đầu game thật nhiều. Đấy, và đưa tới một trận đấu snowball, và các bạn phải biết được rằng nếu cầm Vedet late game thì chắc chắn hoàn toàn là 80% thua rồi. Cho nên là các bạn trước khi pick Vedet thì các bạn phải biết được rằng
trận đấu này sẽ phải đánh nhau đâu game. Các bạn sẽ phải tìm mọi cách để đánh nhau. Đấy, không có một cái lý thuyết hay là một cái công thức nào để cầm vé red phải phút thứ này đi đánh như này. Nhưng mình chỉ có một cái cơ bản, đó chính là khi có lên level 4 xong thì chúng ta sẽ tập trung ở con rồng và combat ở con rồng ở giai đoạn đầu game. Càng sớm càng tốt, chỉ cần 3-3-4-4 thôi là các bạn cứ đánh nhau kiểu gì cũng thắng. Có vé red kiểu gì cũng thắng các bạn nhá. Đấy rồi, trong mục tập online này nó mạnh lắm. Đấy, ủi cái pha bị dập anh em nhá. Đấy, cho nên các bạn nào có nhu cầu mà về kiểu quần áo mua Tết, mặc Tết ấy, mà các bạn thích đồ chính hàng ấy, thì các bạn hãy vào tham khảo fanpage Mưa Sương Cam Minh nhá. Bởi vì là mình sẽ không có nhiều để bán đâu, cho nên nói nghỉ thì cũng đơn giản, nhưng mà ví dụ một cái màu áo lao lái chỉ được có 10 cái thôi. Đấy, ví dụ như là cái giá web tầm khoảng vài triệu thì nào chỉ hỗ trợ anh em có 200.000 thôi. Đấy, và tại vì sao lại giá rẻ như vậy thì đơn giản thôi. Mình vừa mới qua cái mảng quần áo là một con số không. Mình đã còn chứng minh anh em biết rằng là nguồn hàng của Lao là nguồn hàng chính hàng. Đấy, nên Lao đang còn giá hỗ trợ cho anh em mặc. Đấy, Lao đang còn hỗ trợ các bạn nhé. Đấy, mục tiêu của mình là gửi càng nhiều sản phẩm đến cho anh em biết được cái nguồn hàng của Lao chất lượng bấy nhiêu. Thì đó là cái bước đầu tiên của Lao. Còn sau này thì lại thì nó mới tính sau. Đấy, bởi vì qua cái mảng thời trang thì mình phải chứng minh. Giống như chơi game ấy. Đấy, khi các bạn là con số khống thì các bạn bắt buộc phải chứng minh là phải mua những cái rót thật hay, phải top thách đấu hoặc top 1 thách đấu. Thì quá mảng quần áo cũng vậy, bắt buộc Lao phải chứng minh được bản thân mình có một cái nguồn hàng tốt, và cái sản phẩm của Lao phải mang đến cho anh em một cái trải nghiệm cực kỳ tốt, thì anh em mới tin tưởng được rằng Cương Lao bán đồ chính hàng mà lại giá rẻ. Đấy nha các bạn nhá, đồ fake mà giá rẻ thì đó là cái chuyện đương nhiên bình thường. Những đồ chính hàng đấy, một cái áo Lao báo anh em test store các bạn nhé, những cái áo hàng của Lao báo test store luôn. Ví dụ những cái áo MLB hoặc dây MLB có giá 3.8 thì dây thì đắt hơn áo một chút, thì Lao bán với giá 999.000 đấy, báo anh em test store. Đấy, báo test store vào store so sánh 1:1. Nếu mà chất liệu mà ví dụ như là đôi của store mà nó nặng hơn đôi dây của Lao này thì anh em mang trả lại, Lao xin dẹp hết shop. Đấy, và mình sẽ bồi thường cho anh em về danh dự này, nhân phẩm này, rồi tính thân này, bồi thường rất là nhiều. Đấy, Lao tự tin như vậy mà không bao giờ dám đánh đổi các bạn. Ví dụ như đôi giày bán 99 thì chỉ lời anh em được một ít tiền cống nữa các bạn ạ. Đang là cái giá hỗ trợ thì nó rất là rẻ, chứ không phải vì vài đồng mà mình lại đi bán ba cái đồ đều đó các bạn ạ. Cho nên là cái đồ chính hàng đấy đang còn hỗ trợ anh em. Nên anh em có nhu cầu mua đồ mặc Tết thì hãy lên Pết Mưa Sương Cam Minh các bạn nhé. Hiện tại Lao đã còn làm cái mảng phủ đấy ở đến Pết đấy. Rồi ok, clip này kết thúc. Mà clip này thì anh em thông cảm giúp Lao, bởi vì là vì cuộc sống bị mưu sinh thôi, ngoài game ra thì ai cũng sẽ phải đến một lúc kinh doanh gì đấy, cho nên anh em phải thông cảm giúp Lao. Và ok, clip này kết thúc rồi, hẹn gặp các bạn ở clip sau nhé. Tất cả bạn ấy mà yêu, bye bye.